À, đến với cái phần tiếp theo, đó là phần chia sẻ của tất cả những anh chị tâm huyết trong Quanh Khơi và có những cái trải nghiệm. Xin mời phần có 5 người chia sẻ trong cái phần này. Mỗi người sẽ có thời gian ngắn là 3 phút để chúng ta chia sẻ cảm nhận. Đầu tiên xin mời lên đây chị Viên ạ. Chị Viên ở Hồ Chí Minh ạ. Chị là chủ của một tiệm bánh kem rất là nổi tiếng, rất là lâu năm ở Hồ Chí Minh. Anh Hiếu ơi, sao em thấy buồn quá, anh cho em chút xíu music đi. Cho nó sôi động lên tí đi. Vâng, người thứ hai em xin mời lên đây, đó là anh Như Khoa. Xin mời anh có phần ạ. Xin lỗi anh, hồi nãy em không có thông báo trước. Bắt cóc anh lên sân khấu luôn. Và người thứ ba đó là anh Kim Hưng ạ. Và người thứ tư đó là anh Tony ạ. Và một người nữa. 1, 2, 3. Ủa chị đâu rồi? Chị Viên đâu rồi? 1, 2, 3, 4. Một người nữa em xin mời lên sân khấu, đó là chị Diễm Thảo ạ. Hai nữ tướng đứng hai bên, ba anh đứng chính giữa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe phần chia sẻ của 5 anh chị này. Một người là từ nước ngoài về, sẽ chia sẻ cho chúng ta cái cảm nhận là Quanh Khơi ở thế giới đang phát triển như thế nào. Một người là đại diện trưởng ban của ban pháp lý của Quanh Khơi Việt Nam. Một người là chủ tiệm bánh, và chị sẽ chia sẻ cái cảm nhận là sau cái chuyến đi từ thiện Khánh Thành cầu Phú Yên. Và một người là chị Diễm Thảo sẽ chia sẻ cho chúng ta, tại vì chị có một cái chiến lược rất là hay đối với điêu xích cơ của Việt Nam. Và một anh nữa đó là anh Kim Hưng. Anh là một chủ doanh nghiệp và phó chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân thời đại 4.0. Vâng ạ, chúng ta sẽ bắt đầu từ chị đi ha. Xin mời chị ạ. Mỗi người sẽ có 3 phút. Nếu như ai nói quá, em xin ngắt lời, thông cảm. Chị Viên mà xin chia sẻ là phải 5 đến 10 phút. Dạ, chào các lãnh đạo của Quanh Lai Quanh Coi và cùng toàn thể các cô dì chú bác có mặt ngày hôm nay. Viên cũng như các anh chị em ở Phú Yên ngày hôm qua đi làm sự kiện và kết hợp và cho cái chương trình Hợp Long của cầu Phú Yên. Sức nóng đến giờ này vẫn còn cháy, mà cứ mỗi lần lên sân khấu thì không có nói mà Viên nói 2 phút đâu. Giờ Viên xin trước, không cho Viên cũng đứng lại 5 phút. Dạ thưa các anh chị em là vừa xuống sân bay tối hôm qua, và một số anh chị em sáng nay mới vừa đến nhà tiếp tục là tắm rửa rồi đến hội trường. Chúng tôi đã có 2 ngày rất là xúc động và cảm thấy hạnh phúc. Cứ hành trình Quanh Lai Quanh Coi đi đến đâu thì gần như các anh chị em có mặt và tâm huyết đều có mặt ở đó. Và rất hạnh phúc là trong chương trình 2 ngày tại Phú Yên, bắt đầu từ 3 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm là sự kiện kết hợp đưa sách cơ và làm chương trình luôn. Trong gần 5 đến 6 tiếng đồng hồ vừa đưa sách cơ và vừa chia sẻ, thì đầu tiên thì Phú Yên 100 người đến 140 người, không có người nào ra về trước 10 giờ đêm. Đấy là một cuộc gọi là cách mạng thành công tại một tỉnh lẻ. Xin cho Viên một tràng pháo tay nha. Và các anh chị em rất hạnh phúc, deal seeker rất rầm rộ, và mua bán trao đổi. Viên có một cái thông điệp nghiêm túc cho Phú Yên là Viên đưa chương trình và đưa tất cả các anh chị em leader lần này về đều đưa các sản phẩm về, với điều kiện là tất cả những anh chị em đến hội trường phải có trách nhiệm trao đổi trực tiếp bằng tài khoản của mình, không cho phép làm thay. Và rất là vui vẻ, các anh chị em mới không biết đều làm chuẩn, và đến giờ cuối cùng, đến giờ vào sự kiện đều làm được và hạnh phúc happy, và ở lại trong trạng thái rất hạnh phúc khi mình làm được từ chính tay mình
mua và trao đổi và cảm nhận được cái giá trị. Tại sao phải ở lâu với OneLife? Tại sao phải làm gì để mà mình có trách nhiệm với OneLife và trách nhiệm với tài khoản của mình khi mình cảm nhận được mình làm được? Và sau đó thì qua ngày hôm sau thì anh chị em chúng tôi lên cầu hoa vàng trên cỏ xanh. Chiếc cầu này dài 63 mét, được tỉnh được xã kêu gọi gần 2 năm rồi, nhưng các anh chị em mạnh thường quân quyên góp gần 900 triệu, và thật là có duyên với chiếc cầu rất sâu của vùng sâu của Long Hòa, huyện Tuy An, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Thì trong một chuyến công tác tình cờ thì tôi rất xúc động là đi vào vùng sâu trong đợt từ thiện, thì nhìn chiếc cầu đó ở cạnh một cái khu rừng nó cũng hơi xa trong vùng sâu, thì tất cả các vùng lũ ở đó thì có một cụ già 98 tuổi, và gần như tôi nhìn xung quanh đó tôi thấy nhà nào cũng có chiếc sổng á các anh chị. Và mình xúc động, mình hỏi là bác ơi tại sao cái vùng này con nhìn ở đâu cũng thấy sổng hết ạ. Thì bà mới nói rằng chào con, bà ở khu này thì tất cả mọi người đến vùng thời điểm mà lũ hàng năm đều mất hết 1 tháng đến 2 tháng khoảng cách từ làng bên kia và vùng lũ, không được gặp nhau. Và cứ mỗi lần mà lũ đến thì ngọn tre cao nhất của vùng lũ này ngập lụt hết, và toàn bộ dân ở đó không nhìn thấy cái nóc nhà, nước phủ trắng xóa hết. Và bà 98 tuổi vừa nói vừa xúc động khi biết tôi đi khảo sát chiếc cầu đó. Và tôi nói là thưa các bác, là nhìn thấy những cái cảnh nhà ở đây vừa neo đơn vừa khó khăn, và cứ mỗi năm là phải hai tháng không gặp nhau được. Thì tôi về thật sự ngày hôm đó xin lãnh đạo các anh chị, và ngay lập tức rất cảm ơn đối với người dân của Phú Yên. Tôi là con Phú Yên, tôi hạnh phúc là khi về chia sẻ giá trị này, khó khăn này, tâm đắc đến lãnh đạo thì lãnh đạo quyết định hợp và cho ngay. Và nhờ điều đấy thì chiếc cầu của Phú Yên gần hơn 4 tháng đã hợp long, và 1 tháng nữa thì sẽ khánh thành. Đấy là một điều giá trị mà tôi nghĩ là ngày hôm qua Thu Hương mới chia sẻ xong á, bà con nhìn thấy các lãnh đạo ở OneLife ra gần 30 đến 40 người, bà con khóc nói bằng tiếng Phú Yên nãy Thu Hương nói ạ, nhìn chiếc cầu hoàn thiện mà chúng tôi cảm thấy rưng nước mắt, nhìn chiếc cầu hoàn thiện mà dân của chúng tôi ở đây cảm thấy là hạnh phúc tràn đầy. Bà cụ 98 tuổi ngày hôm qua tôi có hỏi thì bà đang nằm bệnh chưa có ra, thì tôi có gửi lời thăm với chị Vân, ủy ban ở Phú Yên là cho con nhắn gửi lại, cầu đã sắp sửa hoàn thiện, ngày khánh thành viên tiếp tục về, mong bà có mặt ở đó. Và cuối cùng xuống sân khấu gửi lời thăm các em ở có mặt ngày hôm nay, mới cũng như cũ, OneLife đã làm được quá nhiều việc, và hơn 3 năm qua Viên và ông xã đã gắn bó gần như tập trung 100% vào OneLife OneCoin. Và kết quả của 2 năm qua, 3 năm qua ở OneLife OneCoin đã thay đổi ngoạn mục cho cuộc sống bản thân mình, gia đình mình, dòng tộc mình, và gần như những người Viên hỗ trợ đã thay đổi khá nhiều về cuộc sống. Cho nên Viên tin và rất mong các chị em hãy tập trung đến OneLife OneCoin để có được thật sự cảm nhận được giá trị sâu sắc và gần gũi đến nó để thay đổi chính bản thân mình và cho cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Viên. Vâng, đến người thứ hai đó là anh Trần Như Khoa. Anh sẽ có đôi lời chia sẻ với chúng ta về cái cảm nhận trải nghiệm của anh trong OneCoin ạ. Thời gian thì cũng còn cho nên là anh có thể nói anh là trưởng ban pháp lý, và cái điều này rất là quan trọng với anh thôi, ưu tiên cho anh có thể là nói thêm chút xíu nữa. Rồi, xin cảm ơn MC, xin chào tất cả các anh chị. Ngày hôm nay thì tất nhiên ở đây thì cái số lượng các chị mới hôm nay mới được nghe và biết đến OneCoin thì cũng có,
Cho nên là tôi cũng sẽ trao đổi những cái gì để mà chúng ta chưa hiểu được, chưa biết được thì chúng ta nắm bắt thêm. Và những cái gì anh chị em mà đã biết rồi thì tôi cũng chia sẻ thêm một tí. Cho nên là nó cũng có thể nó cố gắng đuổi kịp theo biết một tí. Xin cảm ơn. Tôi họ tên đầy đủ là Trần Như Khoa. Ngày xưa tôi chính thức là sinh viên học tốt nghiệp trường đại học tài chính. Sau đó thì được điều động về một cơ quan pháp luật và tiếp tục học thêm về luật nữa. Thế cho nên là khi mà vào đến, khi mà đi làm được, ra đi làm được, trong tư duy lúc nào cũng chỉ là tuân thủ về pháp luật. Và khi năm 1991 tôi được điều vào đây ở cơ quan thường trú phía Nam đó, thì lúc đấy ruộng đất nhà ở bên quận 8, nhà bè quận 7 là mênh mông, đồng ruộng không, rất rẻ. Và một cái thu nhập một tháng của tôi có thể mua được 1.000 mét vuông đất. Và lúc đó tôi cũng đã theo bạn bè đi sang bên đó để mua và đã trả giá xong rồi. Đến khi hỏi cái khâu giấy tờ thì người ta nói một cái câu là thế này: chỉ có giấy tay, nếu mà thích thì có người làm chứng, không có ai xác nhận cho cả. Và cái tư duy lúc đó chỉ là cái gì? Không đúng theo pháp luật, không tuân thủ theo pháp luật, không chơi. Và cuối cùng sau đó cũng chỉ một thời gian ngắn thôi thì tôi mới biết rằng đó là một cái tư duy sai lầm. Mà nó sai lầm đến, bởi vì sao? Sau đó thì nhà nước năm 93 bắt đầu cho hợp thức hóa. Và các anh chị biết là bây giờ cái miếng đất 1 mét vuông đất bên khu Trung Sơn là bao nhiêu tiền? Rất nhiều tiền. Và tôi đã bỏ lỡ cơ hội là đại gia. Hai mươi lăm năm sau tôi được quay lại cái cơ hội. Năm 2014, đầu năm 2015, có người chia sẻ tôi cái cơ hội OneCoin thì lại vấp phải một sai lầm tư duy rất là cũ rích, đồ ảo, đồ giả, nhà nước không công nhận, không chơi. Nhưng mà cũng rất may cái là sau 25 năm cái tư duy mình có tiến bộ được một chút xíu. Tôi không chơi nhưng lại cũng lặng lặng nghiên cứu. Và sau 6 tháng nghiên cứu thì mình mới biết rằng mình đã bỏ qua cơ hội, nếu không tham gia thì mình bỏ qua cơ hội mua đất ruộng, bán đất dự án. Bỏ qua cái cơ hội giống như mua đất ở quận 8 cách đây 25 năm. Và tôi đã tham gia. Và quá trình tham gia tôi cũng thận trọng đến mức một tháng sau tôi mới chia sẻ, thử nghiệm, trải nghiệm trực tiếp và chia sẻ cho mọi người. Và khi mình hiểu được thì đem hết tâm huyết cho nó. Và đến bây giờ tôi khẳng định rằng OneCoin là số 1. Rất cảm ơn Trần Quý đã chia sẻ những cái bài này. Các chị nghe cái bài đầu tiên của Trần Quý rất giá trị. Tôi tiếc rằng cái bài này được chia sẻ hơi muộn, cho nên rất nhiều người bị vướng vào các coin khác, bị lừa đảo vào các lending, các ICO, vân 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 vân, và mất tiền. Nhưng ngược lại, bản thân tôi luôn tự hào một điều, đến bây giờ không mất một đồng nào trong cái đồng đó. Tôi thậm chí tôi đi cả mọi người mà có người còn lên la chửi tôi luôn, nhưng mà tôi chấp nhận cuộc đời mà. Thì cái đó là một cái mà tôi nghĩ rằng cái bước của OneCoin, bởi vì
ở đâu có hội nghị, ở đâu có hội thảo, ở đâu có sự kiện mà có điều kiện ở nước ngoài là tôi đi. Tôi đi để bằng cái giác quan của mình để mình chứng kiến. Người ta nói là chăm nghe không bằng một thấy, mà chăm thấy không bằng một sờ, mà tôi nghe tôi thấy tôi sờ được hết rồi. Thế cho nên là tôi khẳng định một điều, hơn 6.000 đồng coi ra hiện nay thì duy nhất hoàn toàn đúng với ý nghĩa của nó là số 1, quan. Cho nên những ai đã làm rồi, đã tham gia rồi thì chúng ta tuyệt đối nhìn được. Thời gian không còn lâu nữa đâu. Ai chưa vào thì chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta biết rằng cách đây 3 ngày, Thu Hương có nói Thủ tướng Chính phủ, ông đã phát biểu như thế không phải là cái chuyện bình thường. Cái đấy tư duy là của Đảng, của nhà nước. Thủ tướng chỉ là đại diện cho một chính thể. Ông đã phát biểu như thế là chúng ta thấy rằng Đảng và nhà nước đã nhìn nhận điều đó. Nhìn thấy, tuy rằng hơi muộn, nhưng muộn không bằng không biết bắt đầu. Cho nên chúng ta tin tưởng đi, đồng OneCoin sẽ là một cuộc cách mạng thay đổi thế giới, đưa thế giới đến mặt mình. Đấy là những cái điều mà tôi chia sẻ tâm huyết ở đây. Còn có một cái nữa, thì đây là cái thông tin mới nhất, thì để chia sẻ với các anh chị em. Chúng ta đã làm OneCoin, đã có OneCoin. Chúng ta nếu ai có tài khoản mà gửi Coinsep chưa đến hạn thì lưu ý một điều, không dùng Coinsep để mua hàng trên DealShaker. Bởi vì ngày hôm qua một người trong hệ thống tôi dùng cái tài khoản Coinsep của cái PayPal mua gửi 100% Coinsep, mua chỉ có một OneCoin thôi, bị trừ mất hoàn toàn bộ tiền lãi. Bởi vì họ hỏi tôi thì lúc đấy mình mới ngỡ ra một điều là chúng ta không đọc rõ những cái quy định. Bởi vì khi chúng ta gửi mà chúng ta lấy nó ra, nghĩa là chúng ta vi phạm hợp đồng. Chúng ta như gửi tiền ngân hàng mà chúng ta rút ra là chúng ta bị phạt. Nhưng chúng ta rút ra là chúng ta bị phạt, bị mất cái tiền lãi đấy. Cho nên là anh mất hôm qua là mất trên dưới 100.000 coi đấy. Cho nên đây là một cái kiểm nghiệm qua thực tế. Đến hỏi tôi đầu tiên tôi cũng ngỡ ngàng, tôi cũng không hiểu. Nhưng đến khi mình nghĩ ra, mình hiểu ra thì đó là như vậy. Cho nên đây là một cái tôi chưa kịp thông báo, nhưng nhân dịp ở đây thì cũng thông báo cho tất cả các chị, chúng ta nên thận trọng cái đó. Cái đấy là cái mà chúng ta lưu ý. Rồi, phần chia sẻ đến đây là hết. Xin cảm ơn anh chị. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ rất là quý giá của anh Như Khoa. Thông tin của anh rất là quan trọng. Đến với phần tiếp theo, đó là chúng ta sẽ được nghe một anh chủ doanh nghiệp và cũng là phó chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân thời đại 4.0. Anh sẽ chia sẻ cho chúng ta những trải nghiệm của anh trong OneCoin ạ. Xin mời anh. Kim Hương xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay anh đứng đây chia sẻ với tư cách cá nhân rồi, chứ còn cái phó chủ tịch cho nên chắc là được các anh chị em bắt cóc bỏ đấy. Thực ra cái sự đóng góp của Hương chưa có gì gọi là xứng đáng với cái chức vị đấy. Thì Hương chia sẻ này, Hương năm nay 45 tuổi. Có một trước khi biết con gọi thì có một cái cho mình một cái doanh nghiệp chuyên về cung cấp thiết bị và lắp đặt cho các nhà ga sân bay. Đấy, cũng rất nhiều sân bay ở trong nước là doanh nghiệp của Hưng là chuyên lắp đặt cung cấp về thiết bị điện, điều hòa không khí, an ninh vận chuyển vân vân. Thì cơ duyên thì Hưng biết đến OneCoin nó cũng là tình cờ thôi. Đến tháng 5 năm 2015, Hưng biết đến OneCoin thì quan điểm là cũng từng trải nghiệm đầu tư theo kiểu là nghe đám đông nhiều rồi mất cũng nhiều và cũng có được cũng có mất. Cho nên khi nghe OneCoin thì Hưng chỉ nhận định rất đơn giản và quyết định 2 ngày là bỏ ra số tiền mất thì thôi, tức là cho mình một cơ hội. Tức là cho mình một cái chi phí cơ hội. Và rất may là khi mà mình đúng là may mắn là mình trải nghiệm với nó khoảng
3-5 tháng thì cảm nhận thấy rõ ràng nó rất là tốt. Và lúc đấy cuối tức là tháng 11 năm 2015 ấy, thì mình bàn giao doanh nghiệp cho một người em cổ đông để điều hành và tập trung toàn thời gian cho Ancoin. Và đồng hành với Ancoin từ xưa đến nay thì thực ra thưa anh chị là dẫn âm nhận được rất nhiều giá trị. Tiền bạc thì nó chỉ là một phần nào đó thôi, nhưng có lẽ tâm huyết nhất đó là cái giá trị mà cảm nhận được, đó là cái tri thức. Tri thức không riêng gì về tài chính mà cả tri thức về cách sống, rồi cái giá trị mà mình cảm nhận được, cái sự cho đi nó rõ ràng hơn trước đây mình làm chủ doanh nghiệp truyền thống. Đấy. Doanh nghiệp truyền thống thì đâu đó mình cũng tham gia từ thiện, cũng đóng góp, nhưng nó mang chất là thường là gián tiếp và nó cũng không thực sự là mình được trải nghiệm với nó. Nhưng với Ancoin Online dọc dài là 3.5 năm này, mình thực sự là cảm nhận được nó rõ từ cái sứ mệnh của cái quỹ là One World Federation của tập đoàn. Thì bà đốc tơ ra và sáng lập ra là bà đã có thành lập ngay cái quỹ rồi. Đấy, cái giá trị liên quan rất lớn ở Ancoin toàn cầu, và cụ thể hơn là cái nói riêng đó là online Ancoin Việt Nam. Và anh chị em toàn thể thành viên là 100.000 thành viên, chúng ta đã làm được rất nhiều việc có ý nghĩa. Tôi cảm nhận được cái giá trị đấy, tôi nghĩ rằng đối với cá nhân cảm nhận nó còn lớn hơn rất nhiều so với tiền bạc. Dĩ nhiên vật chất nó cũng có những cái tưởng thưởng xứng đáng cho mình. Đấy, thì chính vì thế cho nên mới có đủ cái điều kiện mà dẫn thân nó vào khoảng là gần 4 năm nay thưa cả nhà. Thì ở góc độ của cái doanh nhân ấy, đứng trên cái cơ hội như này, thì đối với những người mà hôm nay mới đi tìm hiểu thì không chỉ có chia sẻ với anh chị là các anh chị qua nghe cái bài của anh Trần Quý này đúng không, chia sẻ với anh Khoa và các anh chị rồi, thì các anh chị đang đứng với một cái cơ hội là mình có lắp bắt một đồng coin tốt nhất hiện tại. Đấy, với quan điểm của hướng như thế, thực sự nó đầy đủ những yếu tố của một phương tiện thanh toán, hay chúng ta hay gọi đơn giản nó là tiền đấy. Thì các anh chị hãy nghiêm túc coi như dành thời gian khẩn trương nghiên cứu và ra quyết định. Cái quyết định như nào đấy, cái lựa chọn như nào đấy là tùy thuộc vào các anh chị, nhưng hãy nghiên cứu cách nghiêm túc nhất, ngồi lại những người bạn, những người có kiến thức, những người có trải nghiệm trong hội trường này, chúng ta hỏi cho tới lời tới bến, tránh cái chuyện là chúng ta đi tìm hiểu cách hời hợt nghe được biết tới Google đúng không, giống như anh Quý nói là sự kiện cướp mất cơ hội của chúng ta. Đối với các anh chị thành viên ấy, tôi nghĩ như này, bao nhiêu anh chị muốn thắng lớn hơn coi nếu mà chúng ta đã thành viên ạ? Yes. Quan điểm của hướng thì các anh chị định hiện thực hóa lợi nhuận của mình bằng cách nào và trong bao lâu? Đấy, các anh chị có bao giờ đã ra cái câu hỏi đấy chưa? Các anh chị chắc định chờ ít có ít mở là chúng ta bán để chốt ra lấy tiền euro để chuyển về giúp về ngân hàng đúng không? Đa số vậy đúng không? Tôi nghĩ rằng cái cách đấy là không hiện thực được. Cái góc nhìn của Hưng thôi, chưa chắc là đúng. Đây là mọi thứ đều dự kiến. Theo quan điểm của Hưng, cái coi trên sàn chắc chắn không cho các anh chị bán nhiều, chắc chắn có trần và có sàn. Thế thì các anh chị cứ nghĩ là ngày xưa mà cái hồi 2015 ai đầu tư 2015 mà bán coi thì các anh chị bán cuối đời không thể hiện thực hóa được. Thế thì cái kênh mà Hưng nhìn nhất đấy là kênh thứ hai mà có thể thanh khoản được đấy là One Forex. Nhưng mà Forex thực sự chỉ dành đến người rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Các anh chị mà thực ra là ngay cả Hưng thế mình không dám mạo hiểm để gọi là trải nghiệm cho Forex, thì học cho nó biết. Đấy, cái khả năng mà các anh chị kiếm tiền vào thanh khoản Ancoin qua kênh Forex là gần như Hưng theo góc nhìn của Hưng ấy, là rủi ro rất cao. Tại vì cái kênh ngoại hối là một kênh khốc liệt của những chuyên gia. Đấy, gần như là tới là đa số tới 97% là các anh chị là tham gia là nhà đầu tư trong thị trường Forex để mất tiền. Một rất số ít trên thế giới này người ta thắng trong cái sân chơi Forex. Thì góc nhìn duy nhất bây giờ mình nhìn thấy chúng ta có thể thanh khoản được và chốt hiện thực hóa lợi nhuận được ấy, là qua deal seeker. Tại sao các anh chị không nghĩ là mình có thể mua đến khi hàng hóa thì bằng ngay giờ nó nhận thực là chúng ta có thể mua xe hơi, chúng ta có thể mua những cái biệt thự, những cái bất động sản có giá trị ở trong ngoài nước trong thời gian sắp tới. Đấy là cách thanh khoản tôi nghĩ là nó dễ dàng và nó không bị khống chế, không bị hạn chế gì cả. Mọi thứ là các anh chị chỉ nghiên cứu pháp lý như sao cho nó phù hợp. Đấy, theo góc nhìn của Hưng như thế. Nhưng nếu mà muốn thắng lớn với online coin thì quan điểm riêng của Hưng ấy, Hưng sẵn sàng đồng hành với online coin 3-5 năm nữa. Đấy là tối thiểu. Đấy mới chinh phục được giá trị lớn nhất của online coin. Cái gì riêng là chúng ta là giữ sức khỏe, trau dồi kiến thức, tăng cường trao đổi mua bán trên online, trên deal seeker. Đấy là cách xây dựng giá trị, và đấy cũng là cái cách mà luyện cho các anh chị cách thao tác về nghiệp vụ sau này mình chốt lời dễ nhất, mình chuyển hóa thành những cái tài sản khác nó dễ nhất. Các anh chị không luyện những ngày một ngày đẹp trời tự nhiên đang bán có khoảng mấy chục lô đất, ông nào ông dặn quá ông sang hàng ông mua hết. Thế còn mình kỹ năng không có thì tìm đến mất đời không ra được hàng. Các anh chị đã từng nghe những anh chị nào đã nhập hàng trên Lazada này, Amazon này, Alibaba về bán xỉ đúng không? Mình nhập xỉ, mình mua xỉ về, mình đón những cái khuyến mãi về mình bán lẻ. Nhưng mà nếu mà mình khả năng săn hàng của mình không có thì đến khi nó hết khuyến mãi rồi mình mới tìm ra hàng. Đấy, đúng không?
Thế còn ngay cả các view seeker ấy, các anh chị mua mà nó ngang lâu ngang mãi thì người ta mua mất rồi. Nhiều khi nó chỉ nhanh hơn một giây thôi là coupon nó hết rồi. Đấy, thì đấy là cái mà tôi nghĩ nó thiết thực với chính đóng góp cho cộng đồng cũng như thiết thực cho chính cá nhân mình để hiện thực hóa lợi nhuận. Và cái quá trình mình đặt ra là tối thiểu phải 3 năm nữa chúng ta mới thắng lớn về vòng vòi. Cho các chị hãy bình tâm, đấy là quan điểm góc nhìn của Hương và trau dồi kiến thức học hỏi. Đâu đó có thể khi lên sàn sắp tới các chị có thể thanh khoản ở mức độ nào đó, nhưng nếu các chị vội vã bán hết đấy là một điều đáng tiếc. Tức là các chị cầm vàng mà để bán đổi ra một mình Hương xin lỗi, bán đổi ra euro là tiền pháp định, tức là không khác gì mình đem vàng đổi đá. Tại sao mình không giữ một cái đồng tiền của một cái phương tiện thanh toán của tương lai mà nó tăng giá trong tương lai? Chúng ta có thể chuyển đổi vào bất cứ một cái thứ gì, từ bất động sản, từ những nhu yếu phẩm hàng ngày mà chúng ta đáp ứng với cuộc sống của chúng ta, kể cả đi du lịch, kể cả giải trí, kể cả chữa bệnh, vân vân. Tại sao chúng ta phải đổi ra để mất phí, mất thời gian để rút về một cái đồng tiền mà có khả năng nó lạm phát hàng năm? Đây là cái góc nhìn cá nhân của Hương. Nếu có cái gì nó đụng chạm thì mong các chị lượng thứ. Kính chúc cả nhà có một cái sức khỏe và có tâm thái tốt để đón nhận cơ hội và mình giữ gìn bảo vệ cái tài sản mình đang có. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh Hương ạ. Chúng ta thật sự là cái điều sinh cơ rất là quan trọng đối với chúng ta, đúng không ạ? Vâng, sau đây chúng ta sẽ nghe phần chia sẻ của một người anh là Tony, là Việt Kiều Mỹ mới về Việt Nam đi tham dự cái chương trình khánh thành cầu Long Biên. À xin lỗi, cầu Phú Yên. Từ miền Trung mà vượt qua tới Hà Nội. Chắc là chuyến này em phải đi Hà Nội quá. Vâng, xin anh chia sẻ tình hình quanh khoi ở bên Mỹ như thế nào cho tất cả thành viên Việt Nam nghe. Xin mời anh. Vâng, trước hết tôi đi xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn những các anh chị em ngồi ở đây. Và tôi nên nghĩ rằng các anh chị em ngồi đây thì phải 100% tâm huyết với OneCoin thì mới ngồi đây trong cái hội trường trong cái thời buổi này. Thì tôi đi xin tự giới thiệu là tôi đi sống ở Vũng Tàu và đã qua định cư ở bên Mỹ được khoảng gần 30 năm và đã có rất nhiều các bằng cấp về thuyền trưởng, tức là captain và business ở bên nước Mỹ. Và trước hết thì một lời đầu tiên thì nãy giờ là nếu mà nói về OneCoin thì thôi thì nói là nói hoài không hết mà ban tổ chức chỉ có cho được có 3 phút thôi, thì bây giờ xin ban tổ chức cho thêm đá nghiệp vụ 2 phút nữa được không ạ? Ok, trước hết thì thôi đi vào OneCoin vào thôi đi tự giới thiệu là thôi đi ở sống ở Mỹ và đã vào OneCoin từ năm 2015. Do sự hướng dẫn và dìu dắt của anh Simon. Từ năm 2015 thì anh Simon đã đưa đến cho Tony một cái cơ hội và Tony cảm thấy rằng cái cơ hội này nó vô cùng tuyệt vời. Và chúng tôi đã kết hợp với nhau, together với nhau cùng anh Đào Hải Hậu đã bay qua Mỹ và tổ chức một cái buổi hội thảo ở bên Las Vegas, một cái nơi người ta trên thế giới người ta gọi là thiên đàng hạ giới, tức là một cái nơi mà dùng đồng tiền nó như nước và một cái nơi ăn chơi rất là vĩ đại của thế giới. Vậy thì tôi đi hỏi rằng trước đây tôi đi vẫn nghe cái câu là tiền không quan trọng. Ở dưới này có ai nghe câu tiền không quan trọng không ạ? Không ạ. Nhưng mà tôi đi cho là quan trọng là không có tiền. Đấy. Tiền không quan trọng mà quan trọng là không có tiền. Nếu mà chúng ta đến một cái sòng bài, một cái nơi thiên đàng hạ giới thế mà chúng ta không có tiền thì không thể nào mà chúng ta gọi là thiên đàng được. Đó là địa ngục. Cho nên là thôi đi vào OneCoin này là một cái dịp may mà anh Simon đã đưa tới cho thôi đi. Và hiện nay thôi đi cảm thấy rằng OneCoin không có gì để mà nói. Thôi đi đến đây chia sẻ một cái nhịp cầu ở nước ngoài và ở trong nước, một cái nhịp cầu nối tiếp về OneCoin của chúng ta ở vùng Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Canada và Việt Nam. Tôi thường xuyên bay cùng các thủ lĩnh đi các nước và đã tìm hiểu và cảm thấy rằng nếu ai bỏ qua cái chuyến tàu OneCoin này mà không bước lên là một điều vô cùng sai lầm. Con tàu OneCoin vẫn cứ tiếp tục chạy. Chúng ta con tàu nó chạy tới Hà Nội, chúng ta cũng không chịu bước lên, rồi vào tới Huế, Vinh thì cũng không chịu bước lên, con tàu nó vẫn cứ tiếp tục chạy. Nó không ngừng, nó không có đợi chúng ta. Rồi con tàu nó tới Phú Yên nó cũng ngừng.
Nhưng chúng ta vẫn không có chịu bước lên con tàu đó. Con tàu nó vẫn cứ chạy tiếp, nó không đợi chúng ta. Rồi con tàu nó chạy vào tới Sài Gòn, tới Tân Sơn Nhất này, nó dừng lại. Thì chúng ta là ta còn đang ở ngoài miền Bắc hay miền Trung gì đó, chúng ta mới giật mình, chúng ta nói ô, tôi bị lỡ tàu, lỡ chuyến tàu. Đó là một cái điều mà tôi nhắn nhủ với anh chị em, nếu chúng ta chưa bước lên tàu thì bây giờ vẫn còn thời gian để chúng ta bước lên con tàu quan coi này. Còn những ai đã bước lên con tàu quan coi này thì chúng ta tin chắc con tàu nó sẽ về tới đích, không bao giờ nó sẽ bị lật hoặc không bao giờ nó sẽ bị chìm hay nó sẽ bị tai nạn hay là accident gì đó. Con tàu sẽ vào tới thành phố Hồ Chí Minh nhé. Cho nên một niềm tin của Thu Đình rất mãnh liệt ở quan coi, và Thu Đình đang sống ở Mỹ trong thời gian năm 2017 vừa qua, trong một cái điều kiện mà nước Mỹ vô cùng khắc nghiệt, về thứ nhất là về mọi thứ pháp luật. Nước Mỹ là nó tràn ngập những các cái pháp luật rất khó khăn, nó rất là phải nói là rất là khó về nền kinh tế của thế giới, nó rất là khó chịu. Nếu ai đến nước Mỹ và làm ăn ở trên nước Mỹ hoàn toàn phải tuân thủ theo cái luật pháp của nước Mỹ, chứ không thể nào đến nước Mỹ mà anh làm theo cái luật Việt Nam là không được, hay là anh làm sai cái luật nước Mỹ là không được, anh phải làm hoàn toàn đúng theo cái luật pháp của nó thì mọi sự sẽ ok. Và đồng quan coi của chúng ta tại sao ở trên nước Mỹ hiện nay nó chưa có được thông hành giống như ở Việt Nam, các cái trang mạng nó chưa được open, nó chưa được mở mang ra giống như ở Việt Nam, nhưng không phải do nước Mỹ quy định, không phải là nước Mỹ nó cấm thằng quan coi, cấm đất tờ đô ra gia nhập cái đồng quan coi vào nước Mỹ, mà chính rằng sự thông minh và sự hiểu biết sâu xa của các Dr. Iktanova, Ruja Iktanova, tại vì cái người mà đứng đầu cái thủ lĩnh của chúng mình ở đây là và Dr. Iktanova nói qua rồi, dạ. Thì đại khái vậy. Nhưng mà sao? Bởi vì quan coi của mình sẽ từ từ từng bước một đi đến đâu chắc đến nó, đi từng bước một. Từ từ biết bò rồi mới tới biết đi rồi mới tới biết chạy. Quan coi của chúng ta không có thể nào mà mới biết bò mà đã chạy tới nước Mỹ được. Đấy, thì tôi thì góp ý là tất cả các cái niềm tin của các anh chị em ở đây thì tôi tin chắc rằng là một niềm tin mãnh liệt tới ngồi đây. Và trong thời gian vừa qua thì một số thủ lĩnh cũng như một số các anh chị em thành viên trong downline và trong cái hệ thống của nước Mỹ nó cũng có dao động. Nó có dao động ở nhiều chỗ, nhiều nơi và nhiều cái khía cạnh khác. Nhưng hiện nay thì Tony cũng báo tin một tin vui cho anh Tony, cho anh Simon biết là một số anh chị em đã vào các sàn chơi, các cái nhịp cầu khác đã bị bay tảnh hết rồi, đã ra đi hết rồi, gọi như là bây giờ đang lại trở lại từ từ khám bách từ từ trở lại với quan con. Và một niềm tin mà hạnh phúc nhất là các cái leader, một số thủ lĩnh ở bên nước Mỹ hiện nay họ đang từ từ họ quay đầu lại với con. Đó là một cái dấu chỉ tuyệt vời mà họ tin rằng quan coi chúng ta sẽ thành công thì họ mới quay lại. Mà họ đã là coi như là chảy máu đầu nhiều rồi, bây giờ không còn máu để chảy nữa thì quay lại. Đấy, thì tôi đi nãy giờ 5 phút chưa người đẹp, cho thêm đánh cụ thêm phút nữa nha. Vâng, cái thứ nhất thì vào quan coi thì là một cái điều mà tôi đi tin chắc rằng một sự thành công đang đến rất gần với chúng ta. Một ngày nào đó chúng ta sẽ nhìn thấy trong cái hội trường này, mình nghĩ là cũng là toàn triệu phú mà ít nhất cũng là đại gia ngồi đây sau trong tương lai một ngày gần đây. Đấy, thì nếu mà chúng ta không bước vào ngay thời điểm này để mình mua một cái vé mà để trở thành đại gia hay triệu phú thì hơi quá uổng. Thành thử chúng ta cố gắng thì thôi. Thì sức khỏe trước hết, thì muốn trở thành triệu phú hay muốn nó trở thành đại gia hay đại phú, triệu phú gì mình không biết, nhưng mà quan trọng nhất là cái sức khỏe. Xin mời quý anh chị em đứng lên bẻ người, có thấy ba cái cho tôi, ba cái bẻ qua thấy ba cái cho tôi để bảo trọng sức khỏe cái đã, để mai mốt đếm tiền nhá. Và bẻ qua bên trái trước này đấy, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Quý anh chị em là đã dùng một vài giây để mà bảo tôi bảo chăm cái sức khỏe của mình. Nãy giờ ngồi hơi lâu rồi thì bây giờ tôi thì nói nếu mà nói quan coi tôi thì nói hoài không hết, nói mấy ngày cũng hết luôn. Thì thôi thì bây giờ là ban tổ chức cho hết thiệp vụ rồi thì bây giờ nhường lại cho chị nhé. Cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh Tony. Anh
anh đã truyền cái nhiệt huyết của anh từ trong Quan Khôi và từ bên Mỹ mà về tới Việt Nam luôn. Cái động tác mà anh bảo mọi người đứng dậy mà bẻ qua đây ba cái á, em thấy giống gì quý anh chị biết không? Giống như là mình đang chuẩn bị tư thế để mình đón nhận sự thành công của Quan Khôi vậy đó. Đúng không ạ? Người cuối cùng đó là người chị là một người có một cái sự ảnh hưởng rất là lớn đối với cộng đồng Quan Khôi. Khi mà Quan Khôi bùng nổ thì ngày hôm nay chị có một cái chiến lược trong deal seeker ở tại Việt Nam, thì chị có thể chia sẻ cho mọi người về chiến lược của chị được không ạ? Chị Diễm Thảo xin mời chị. Cảm ơn MC xinh đẹp. Lời đầu tiên Diễm Thảo xin gửi lời chào sức khỏe và sự thành đạt đến tất cả các anh chị cộng đồng One Life One Coin Việt Nam. Diễm Thảo tự giới thiệu mình tên đầy đủ là Đặng Thị Diễm Thảo và tham gia vào One Coin vào tháng 3 của 2015. Và thời điểm mà One Coin chưa có giá, tới tháng 5 của 2015 mới có giá đó các anh chị. Thì từ chính vì tham gia ở giai đoạn đầu tiên như vậy, cho nên là cái lộ trình, cái chiến lược của bà Dr. Rusa đưa ra từng giai đoạn và những thời điểm nào ra những cái cột mốc nào, thì Diễm Thảo đã chứng kiến là từng giai đoạn cột mốc, các sự kiện event ở Dubai, tiếp theo là ở London, rồi tiếp theo nữa rất là nhiều sự kiện, và sự kiện lớn đó là blockchain ngày 1 tháng 10 2016 ra đời. Và từng cái cột mốc đó bà đều nói trước, đều chia sẻ trước ít nhất là 12 tháng. Và tất cả cái tiến trình đó đều đi đúng theo những gì mà bà đã đưa ra, không sớm một ngày mà cũng không muộn một ngày. Và đến tháng 2 của 2017 thì bà có chia sẻ một cái trang thương mại điện tử Deal Seeker. Và Diễm Thảo đã nghe lại rất nhiều lần về cái chiến lược Deal Seeker. Bà nói rằng bà sẽ đưa cái trang thương mại điện tử Deal Seeker sẽ là một trang thương mại thách thức các đối thủ về trang thương mại điện tử đang có mặt ở ngoài thị trường, kể cả Groupon tại Mỹ. Và bà sẽ đưa trang Deal Seeker sẽ ra sàn chứng khoán. Đây là một lời tuyên bố rất là mạnh mẽ trước khi bà đưa Deal Seeker chính thức ra để cho kết nối tất cả các thương nhân trên toàn thế giới lại với nhau. Vậy thì Deal Seeker này tại sao lại mạnh mẽ đến mức vậy? Bởi vì tất cả các doanh nghiệp, các thương nhân trên thế giới này không có một cái kênh nào mà chúng ta có thể quảng bá, đưa cái thương hiệu của mình ra cả thế giới này với một cái chi phí quảng cáo bằng không. Đây là một cái điều rất thuận tiện cho các doanh nghiệp, doanh nhân trên toàn thế giới. Chúng ta có quyền đưa thương hiệu của chúng ta quảng bá trên toàn thế giới mà không mất một chi phí nào về quảng cáo. Khi chúng ta giao dịch thành công, chúng ta bán được sản phẩm thì lúc đó chúng ta mới chịu một mức phí. Và mức phí này là đang là mức phí rẻ nhất, thấp nhất trong tất cả các trang thương mại điện tử đang có mặt ở ngoài thị trường. Và tại sao bà Dr. Rusa tự tin sẽ đưa Deal Seeker lên sàn chứng khoán? Bởi vì tính tới giai đoạn hiện nay, OneCoin đã thành công một cách đáng kinh ngạc. 3,4 triệu người, gần 200 quốc gia, các châu lục, châu Mỹ, châu Phi và Mỹ Latin. Đây là một sự thành công mà đáng kinh ngạc. Và cả thế giới đang dần dần phải chấp nhận và đi theo cái xu thế này. Đây là một cuộc cách mạng mà bà đã tạo dựng ra cách đây gần 4 năm rồi. Và chính từ tháng 2 của 2017, Diễm Thảo đã lên một kế hoạch, lúc đó chỉ tập trung vào Deal Seeker. Nói với tất cả các anh chị em trong đội ngũ của mình, nói với tất cả các doanh nghiệp đang còn đứng ở bên ngoài OneCoin, nói cho họ biết được họ sẽ có lợi ích gì khi họ tham gia
gia vào OneCoin, họ sẽ có lợi ích gì khi họ bước vào được đăng trên mạng DealSeeker? Và Diễm Thảo tập trung đưa tất cả những anh chị có OneLine, OneCoin đưa lên DealSeeker. Những anh chị nào chưa bước vào thì cũng cần phải có một tài khoản để được quảng bá cái thương hiệu mình ra công chúng. Và DealSeeker chưa dừng lại ở đây. Ngày 8 tháng 10, khi mà OneCoin chính thức ra công chúng, thì DealSeeker sẽ còn nhiều điều tiếp theo, nhiều điều còn sẽ còn những cái bước phát triển nữa mà chúng ta sẽ hưởng lợi rất lớn từ cái trang thương mại điện tử DealSeeker. Và Diễm Thảo liên tục ngay cho đến thời điểm hiện tại, Diễm Thảo cũng chỉ nói về DealSeeker, hướng dẫn các anh chị vào DealSeeker, trao đổi sản phẩm trên DealSeeker. Vậy thì ngày hôm nay Diễm Thảo chia sẻ tất cả các anh chị em đã có tài khoản OneCoin, nếu mình còn là doanh nghiệp thì hãy nhanh chân lên đưa sản phẩm của mình lên DealSeeker. Và các anh chị nào chưa từng biết giao dịch trên DealSeeker thì cần phải học hỏi để tự bản thân mình sẽ được biết cách trao đổi để đổi cái đồng tiền OneCoin mà trao đổi được hàng hóa. Khi các anh chị tự làm được điều đó, điều đầu tiên các anh chị sẽ thấy bản thân mình hiện đại hơn. Tại vì chúng ta chỉ cần dùng cái điện thoại iPhone, chúng ta có thể ngồi tại nhà mà chúng ta có thể chọn bất kỳ một sản phẩm nào, không phân biệt sản phẩm đó ở quốc gia nào. Chúng ta chỉ cần một click tay thôi là chúng ta đã giao dịch thành công và đã mua được sản phẩm đó mà ngay tại trên cái iPhone của mình. Và kể sau này chúng ta chỉ cần cái iPhone thôi, chúng ta có thể đi bất kỳ quốc gia nào, đặt vé máy bay, khách sạn, du lịch, ăn uống, mua nhà cửa, bất động sản, xe hơi đều chỉ qua cái iPhone. Vậy thì OneCoin ngày hôm nay đã quá rõ ràng, và sự thành công của OneCoin đã làm cho cả thế giới này kinh ngạc. Các anh chị, nếu ai chưa có tài khoản OneCoin sẽ không còn nhiều thời gian để cho các anh chị tìm hiểu nữa đâu. Hãy bước vào OneCoin và hãy tự hoạch định cái kế hoạch tài chính của mình để tạo ra một cái bước ngoặt lớn cho cuộc đời mình. Và mình sẽ là một câu chuyện thành công để lại cho thế hệ mai sau. Chúc cho tất cả các anh chị trong khán phòng này thành công lớn cùng OneCoin OneLine. Xin chào. Vâng, xin cảm ơn chị Diễm Thảo rất nhiều ạ.